Hello mọi người, thì ở cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người ba cái cách mà chơi những cái trò chơi tóe lửa mà đẹp được như pháo hoa các bạn ạ. Thì đây mình sẽ chơi cái bật lửa này, cái này là top đầu tiên. Ê, tí nhầm. Rồi, mình lấy được 4 viên. Mấy cái này để chơi mấy trò nhỏ nhỏ cũng hay đấy.